Chào Thúy An nhé, chào Mèo nhé, chào Lộc nhé, chào Tuyết Nguyễn nhé. Mới cập nhật xong á, mới cập nhật xong. Tôi còn chưa kịp làm gì nè. Có cái gì đây? Chúng ta có Mèo Mèo. Năm nay cô em cho nghỉ tận 2 tuần á. Chào Bá Duy nhé. Chúng ta đang đi mua cà rốt nhé các bạn nhé, để làm nhiệm vụ á. Way the cà rốt. À đây cà rốt đây. À mua 10 trái đúng không? 10 quả chứ, 10 củ chứ. Mua cả đống luôn đi, lần sau đỡ phải mua. Ok. Ok. Tôi chết rồi. Tôi đã nhảy ra ngoài này. Bây giờ thì làm sao để vào được cháu? Ngôi nhà của chính mình mà mình cũng phải như thế á. Giờ này phải đặt cái ghế nữa. Game khốn nạn thế nhờ. Tưới cây thôi mà. Buồn cười thực sự á. Quả game. Tưới cây mà cũng bị ra ngoài này. Giờ này phải nhảy vào ạ. Tôi cũng đến chịu. Còn không vào được nhà cơ. Chúng ta có mèo thỏ. Vãi cả mèo thỏ. Mèo thỏ là thỏ chứ ạ. Quả game la lú đầu thực sự. Ngủ mèo lưu. Ok. Chúng ta đang mặc đồ trắng, đội luôn cái nón trắng để cho nó. Ok. Ok. Trang phục mới luôn. Yes. Ê cá viên này. Ơ bạn kia bạn câu được kìa. Bóng mấy đó huy. Ok. Bóng hai cá viên nhá mọi người. Cá viên bóng hai nhá. Đúng rồi. Câu cá heo băng đó. A à, hi hi. Chứ anh không câu cá, không câu ra con cá mới nào á. Không có đâu em, kiểu gì anh cũng câu lên. Có thể anh dùng cần búa băng không? Đấy, ơ kìa. Cứ tưởng câu lên con tôm băng này, kinh quá. Câu cá hộp đó em. Ok. Ê, cá đá viên này, bạn đã lên rồi này. Ê, bóng 4 này, cuối cùng thì cậu được ước thấy rồi. Ơ kìa, quên mất ở bờ biển không nhìn được kiểu này các bạn ạ. Kìa, cắn đi. Đây rồi, rùa đi. Rùa. Không biết nói gì cả các bạn ạ, không biết nói gì cả. Con rùa băng bóng 4 nhá. Rùa băng bóng 4. Chú sâu mặt đi. Không, không cháu. Ôi, bóng 4 này. Mong sao sẽ là cá heo vương miệng. Cá heo băng vương miệng. Cắn đi, đừng nhấp nữa. Đây rồi. Cá heo băng. Ôi rồi ôi. Cũng hợp lý thôi. Ấy, bóng 4 này. Đây rồi. Chưa kịp đổi góc. Ê, bạn ấy lên kìa, bạn nào lên đấy? Bạn Hàn Quốc lên này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy con rùa băng chưa? Các bạn trẻ nhìn thấy rùa băng chưa? Mọi người câu cần vàng nhá. Cần vàng mãi đỉnh. Đây bóng 4 đây rồi. Cuối cùng thì cũng có một cái bóng 4 đây rồi. Đừng làm tôi thất vọng nhé bóng 4. Một nhấp. Hai nhấp. Ba nhấp.
Ôi rồi ông kia lên cá mú kìa. Tôi có cảm giác tôi cũng cá mú quá. Đây rồi con rùa. Rùa 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 rùa. Tại sao bạn kia lên rùa mà tôi lại lên hải mã? Cái rãnh nước nối biển sâu với hồ ý anh. À ok. Ôi bóng 4 này. Thứ tôi cần là bóng 5. Chúng ta câu cái bóng 4 này xem ra gì không. Đây rồi. Con gì nào? Kỳ lân biển. Tại sao toàn cá cũ vậy? Xin con cá heo mới nào. Tại có bé set boy phũ quá nên là mai chuyển qua chính phùng. Chính phùng bây giờ đang chạy mất dép rồi. Ui bóng 5 này. Mong sao đây sẽ là con cá heo. Cá heo băng. Từ từ nhá, tôi tập trung phát. Đây rồi, cá heo băng. Cá heo băng đi mà, xin đấy. Cá mập báo à. Báo quá trời báo luôn á. Con cá heo băng của tôi đâu? Tại sao lại là cá mập báo? Con rùa thì bóng 4 nhá, còn con cá heo băng thì bóng 5. Cá heo băng thì ở hồ ở biển sâu cả ngày nhá. Rùa thì ở bãi biển cả ngày. Đấy, bạn nên lên cá heo băng này. Bạn 29 tháng 8 này. Mọi người nhìn thấy con cá heo băng không? 298. Câu lên chỗ nào vậy? Alo. Cá heo băng 168 cm. Bên cái hố sau mêu hả? Đã đi ra phía sau mêu. Đi ra phía sau mêu câu cá heo băng. Con cá heo bóng bóng 5 nhá. Đây chúng ta có cái bóng 4 này. Nhưng mà bóng 4 này không ăn thua lắm. Đang ở biển sâu mà. Lúc câu bờ biển thì không ra. Chán đời. Rùa băng có bóng 4 nhá. Sao không có bóng 5 nữa vậy trời. Đấy ông 29 tháng 8 ông ấy. Ông ấy ngồi ở một góc, ông ấy nằm xuống, ông ấy khoe bạn gái, ông ấy câu lên được con cá heo băng. Nhìn có cay cú không? Được một cái tổ băng khổng lồ này, nếu mà câu được cả hai rùa băng với cả cá heo băng này. Bye bye mọi người nhé, hẹn mọi người ở những buổi livestream tiếp theo. Chúng ta hôm nay không câu được cá mới rồi.